Hôm nay đi ăn tiệm, ăn bò nhúng giấm. Bò 7 món, mới đem có 1 món ra. Mới đem có 1 món ra, chút thêm món nữa. Có mắm nêm. Bỏ đây, đây là mắm nêm. Cuốn nó lại. Con gái đang nhúng bánh tráng. Đâu có quay con. Con gái đang nhúng bánh tráng. Đây mắm nêm. Đó đó, được rồi, chải ra đây con. Chải ra. Good job. Thank you. Julia, con ngồi với con ăn đi. Nồi nước này đã sôi rồi. Con gái nhúng giùm bánh tráng. Hay quá. Con ăn thôi. Tiệm này rất là đông. Rồi ông bò nhúng giấm. Nhúng vô bánh tráng, nhúng 2 cái. Đây là chén mắm nêm. Ngon quá. Thank you, con gái. Gái còn lấy rau, còn lấy rau giùm nữa. Ăn lấy thử cái nước này hết cũng ngon lắm. Múc thử miếng nước này là uống, múc thử nếm này cũng ngon. Đây là cái muỗng. Chua quá hả? Ngon. Cái lâm hàng gì đó, hàng của tỏi. Uống cái này mình bỏ hết mấy cái rau á mà. Có bỏ hồi nó đem vô. Hướng lại có mấy món khác cũng ăn này thôi. Có. Rồi, thích ăn rau. Hồi xưa mà bò 7 món đánh hồng. Món này nữa là bò nướng bơ. Món thứ hai. Ăn qua món thứ hai. Ăn bò 7 món. Kế tiếp, bò lá lốt, bò của mỡ chài. Với lại cái này là gì ta? Ở này bò, bò cụ mỡ chài, bò lăn lớp, bò này là bò xiên. Bò lúc lắc. Không phải bò lúc lắc khác. Bò lúc lắc nó từng viên. Cái này bò cụ mỡ chài. Gói bò. Bò cuộn mỡ chài sao cũng ngon.
luôn thầy hả? Nói chút nữa tú. Bùng bóng cháo bò. Gỏi. Ăn 7 món luôn, non quá.